Tin an ninh trật tự, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Hà Tĩnh phối hợp với Công an thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh, Công an thành phố Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa và một số đơn vị nghiệp vụ vừa bắt giữ 6 đối tượng cưỡng đoạt hơn 1 tỷ đồng. Thông tin điều tra do mâu thuẫn trong làm ăn thì Yu Rayang nhiều lần yêu cầu trả nợ nhưng ông Yang Hao vẫn không thanh toán. Biết ông Yang Hao đang sinh sống tại khu công nghiệp Formosa, thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh, Yu Rayang đã liên hệ với Rong Xin, quốc tịch Trung Quốc, hiện sống tại thị xã Kỳ Anh để nhờ đòi nợ. Rong Xin cùng vợ là Trần Thị Phương đã thuê 4 đối tượng đi đòi nợ hộ. Vào tối ngày 28 tháng 5, nhóm này đã gặp ông Yang Hao tại một nhà hàng, rồi khống chế ông này lên xe đưa đến một căn nhà hoang tại địa bàn xã Kỳ Lợi, thị xã Kỳ Anh. Các đối tượng đã đánh đập, đe dọa, ép phải trả số tiền 196.000 nhân dân tệ, tương đương gần 700 triệu đồng. Khi ông Yang Hao không hợp tác, các đối tượng đưa nạn nhân đến một khách sạn trên địa bàn thị xã Kỳ Anh, giam giữ và tiếp tục đe dọa. Đến sáng ngày 29 tháng 5, ông Yang Hao buộc phải chuyển tổng cộng số tiền là 1.096.000 nhân dân tệ, tức là hơn 1 tỷ đồng, vào các tài khoản do các đối tượng cung cấp. Vào cuộc điều tra, cơ quan công an đã bắt giữ, khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Rong Xin, Trần Thị Phương cùng 4 đối tượng trên về hành vi cưỡng đoạt tài sản. Riêng Yu Rayang đã trở về Trung Quốc. Với hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Nguyễn Đại Thức và Dương Đình Bình cùng chú tại thành phố Huế đã bị văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Thừa Thiên Huế khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam để điều tra làm rõ. Trước đó, văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra đã tiếp nhận đơn tố giác về tội phạm của một người phụ nữ trú tại phường Phú Bài, thị xã Hương Thủy về việc bị lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Qua quá trình điều tra, lực lượng công an xác định vào ngày 20 tháng 10 năm 2022, Thức có thuê một chiếc xe ô tô để sử dụng. Sau đó đến ngày 25 tháng 10 năm 2022, lợi dụng mối quan hệ quen biết từ trước, nên Thức và Bình đưa ra nhiều thông tin sai sự thật để lừa một nạn nhân nhận cầm cố chiếc xe này, chiếm đoạt 280 triệu đồng. Ngoài ra, từ khoảng tháng 9 năm 2022 đến cuối tháng 11 năm 2022, Thức tiếp tục dùng nhiều thủ đoạn khác nhau để chiếm đoạt của người phụ nữ này số tiền gần 900 triệu đồng. Thưa quý vị, thời gian gần đây, các ứng dụng hẹn hò đang được yêu thích và sử dụng rộng rãi, đa dạng, đóng vai trò như một ông mai bà mối cho nhiều độ tuổi khác nhau. Tuy nhiên, liên tiếp nhiều nạn nhân đã đến cơ quan công an trình báo bị lừa tiền tỷ khi tham gia các ứng dụng này. Đáng chú ý, nếu như trước đây phần lớn nạn nhân là phụ nữ, thì giờ không ít nam giới cũng đã trở thành con mồi của loại tội phạm này. Phản ánh trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi. Những ngày qua, anh Nguyễn Quốc Toàn ở thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi tìm đến app hẹn hò trực tuyến tại website do tài khoản Telegram có tên Phương Ngọc. Sau những tin nhắn qua lại, người phụ nữ gửi đường link để tiếp tục tâm sự. Anh Toàn vào tham gia thành viên trên nền tảng hẹn hò và mở thẻ VIP, nạp tiền để tích điểm, sau đó nhận lại tiền lãi. Tuy nhiên, sau một thời gian, anh Toàn đã bị sập bẫy, mất số tiền trên 700 triệu đồng. Tôi lên trên Tinder ứng dụng hẹn hò thì tôi thấy cái cô đó thì tôi thấy thích bởi vì rất là nhiều hình ảnh xinh đẹp. Tôi với cô đó mới bắt đầu nhắn tin hẹn hò. Thì được một thời gian thì cô bắt đầu nói tôi là đầu tư, gửi tiền cho cô. Ban đầu thì nộp khoảng 1 triệu, 2 triệu thì cô đó chuyển lại cho tôi. Nhưng mà đến lúc số tiền lớn hơn thì cô xóa nick và tôi mất toàn bộ số tiền. Anh Nguyễn Quang Phương ở thị xã Đức Phổ cũng được giới thiệu truy cập vào trang hẹn hò. Các đối tượng cũng dùng phương thức thủ đoạn như trên, yêu cầu anh Phương làm thẻ thành viên để nạp tiền, tích điểm, được trả tiền lãi và bị chiếm đoạt số tiền gần 4 tỷ đồng. Đầu nghĩ là nói chuyện chơi, mời qua nói chuyện bên Telegram, làm ăn có tiền, có lãi, hướng dẫn làm việc, làm nhiệm vụ này đủ thứ để lấy tiền, nhưng mà với điều kiện mình phải đóng tiền vô. Lúc không được nó kêu bị lỗi nợ, nó đóng tiền vô để chứng minh cái thu nhập mình á. Thủ đoạn các đối tượng tìm người nhẹ dạ cả tin trên ứng dụng hẹn hò trực tuyến, chuyển cuộc trò chuyện sang chủ đề tài chính, khuyến khích nạn nhân tham gia vào đầu tư đầy hấp dẫn. Ban đầu số tiền lãi sẽ được hoàn lại ngay để tăng độ tin tưởng. Sau khi có được số tiền lớn, các đối tượng sẽ chiếm đoạt. Ứng dụng hẹn hò trên mạng xã hội là có rất nhiều. Trong đó là cũng có rất nhiều các ứng dụng mà do các đối tượng lừa đảo tự tạo ra nhằm để thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản của những người dùng mà nhẹ dạ cả tin. Sau khi mà thực hiện việc kết bạn thì bọn chúng thường hướng dẫn tham gia đầu tư chứng khoán, đầu tư sàn vàng, đầu tư tiền ảo v.v. Thậm chí là có hướng dẫn luôn là đầu tư tham gia mua bán dâm trên mạng. Tuy nhiên tất cả những thông tin bọn chúng đưa ra là đều là bịa đặt. Do đó là người dùng ứng dụng là hết sức cảnh giác
thận trọng với những cái thông tin mà do các đối tượng trên mạng đưa ra. Cơ quan công an đề nghị người dân tuyệt đối không nhẹ dạ cả tin theo yêu cầu chuyển tiền của các đối tượng, đề cao cảnh giác khi tham gia ứng dụng hẹn hò trực tuyến. Cùng với đó, không tham gia các hoạt động mang tính chất đổi trụy trên không gian mạng để tránh sập bẫy. Qua công tác nắm tình hình và điều tra xác minh, Công an thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa đã phát hiện và nhanh chóng bắt giữ đối tượng Phạm Thị Hằng ở xã Nghi Sơn về hành vi chuyển giao mua bán người dưới 16 tuổi. Công an thành phố Thanh Hóa phát hiện Phạm Thị Hằng là đối tượng đã có tiền án về tội làm giả giấy tờ, cùng tham gia hội nhóm gia đình hiếm muộn xin nhận con nuôi. Vào chiều ngày 11 tháng 6, Công an thành phố Thanh Hóa đã phát hiện bắt quả tang Hằng đang giao dịch và bán cháu gái 5 ngày tuổi tại nhà nghỉ trên địa bàn thành phố với giá 45 triệu đồng. Tại chỗ, lực lượng công an đã thu giữ của Hằng 6 giấy tờ khai sinh, nghi làm giả. Tiến hành kiểm tra nơi ở của Phạm Thị Hằng, lực lượng công an đã phát hiện Hằng đang nuôi 3 phụ nữ đang mang thai. Theo lời khai của những phụ nữ này, Hằng đã thỏa thuận với họ là sau khi sinh, Hằng sẽ liên hệ làm thủ tục cho con nuôi và trả cho mỗi người 10 triệu đồng. Thời gian qua, trên địa bàn của huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa, Vũng Tàu liên tiếp xảy ra các vụ trộm cắp tiền công đức tại chùa. Sau khi tiếp nhận tin báo, đội cảnh sát hình sự công an huyện Châu Đức đã huy động tối đa lực lượng, phối hợp cùng với các đơn vị nghiệp vụ, tổ chức điều tra, xác minh, truy bắt các đối tượng phạm tội. Từ các thông tin thu thập được, cơ quan công an bước đầu xác định các vụ việc nói trên là do cùng một nhóm đối tượng gây ra. Thủ đoạn của bọn chúng là thường lợi dụng đêm khuya đột nhập vào chùa, sau đó dùng công cụ mang theo đập phá thùng công đức két sắt để lấy trộm tiền bên trong. Lực lượng cảnh sát hình sự đã tập trung rà soát các đối tượng trên địa bàn, cũng như là trích xuất các camera ở tại các hiện trường nơi xảy ra cũng như các tuyến đường. Thì bên cạnh đó thì rà soát các đối tượng trên địa bàn mình cũng như các đối tượng ở các địa bàn lân cận. Thì qua quá trình điều tra thì nổi lên các đối tượng đã từng vi phạm về cái hành vi trộm tại các chùa ở Phú Mỹ. Đó là lực lượng hình sự đã là phối hợp với công an thị xã Phú Mỹ để rà soát lên danh sách cũng như lấy lý lịch các đối tượng này và cũng như là cái quá trình hoạt động của các đối tượng. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng công an đã xác định được các đối tượng thực hiện các vụ cắp nêu trên, cùng một số đối tượng 16 tuổi, 18 tuổi cùng quê tỉnh Gia Lai, đối tượng 17 tuổi quê tỉnh Tây Ninh và đối tượng 16 tuổi ngụ phường Mỹ Xuân, thị xã Phú Mỹ. Tại cơ quan điều tra, các đối tượng đã bước đầu thừa nhận hành vi phạm tội và cho biết do sống lang thang không có việc làm, không có tiền tiêu xài nên đã rủ nhau đi trộm cắp tài sản. Mục tiêu là tiền công đức tại các chùa. Khoảng 22 giờ 15 phút ngày 3 tháng 4, nhóm này đã đột nhập vào một ngôi chùa tại thị trấn Ngãi Giao trộm 2 thùng công đức ở chánh điện, sau đó mang ra trước sân chùa để cậy phá, chiếm đoạt số tiền khoảng 9 triệu đồng bên trong. Đến khuya 16 tháng 5, tại một ngôi chùa ở xã Láng Lớn, huyện Châu Đức, nhóm này tiếp tục đột nhập cậy phá 4 thùng công đức ở chánh điện, lấy trộm số tiền khoảng 2,8 triệu đồng. Gần đây nhất khoảng 0 giờ ngày 1 tháng 6, các đối tượng tiếp tục đột nhập vào một ngôi chùa tại xã Láng Lớn, khi một thùng công đức từ chánh điện ra sân chùa để cậy phá, lấy trộm tiền. Số tiền chiếm đoạt các đối tượng sử dụng để chơi game tiêu xài cá nhân, có đối tượng còn sử dụng ma túy. Em lấy tiền xong em tiêu qua internet, chơi internet. Các đối tượng là thường lang thang và gia đình là hầu như là coi như có gia đình hoàn cảnh là đặc biệt, đó là cha mẹ ly dị, rồi cha mà có cha mẹ mất. Do đó là cái việc là các đối tượng này là không có người quản lý. Nên là các đối tượng là chủ yếu là tập trung chơi tại các tiệm net, sau đó là ở các nhà trọ cũng như là những cái chỗ mà vắng người, các đối tượng là tập trung và rủ rê lôi kéo nhau để đi thực hiện cái hành vi trộm. Hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện Châu Đức đang củng cố hồ sơ để xử lý đối với nhóm đối tượng nói trên, đồng thời làm rõ các đối tượng khác có liên quan để xử lý theo quy định pháp luật. Thưa quý vị, cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Hà Nội vừa tiến hành khởi tố bị can, ra lệnh tạm giam đối với ông Phan Phạm Hà, 49 tuổi, trú tại Hà Nội, tổng giám đốc công ty máy động lực, máy nông nghiệp Việt Nam gọi tắt là VEAM, về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Hiện sai phạm cụ thể của ông Hà chưa được công bố. Trước đó vào tháng 10 năm 2023, ông Nguyễn Thanh Giang, cựu tổng giám đốc VEAM và Hồ Mạnh Tuấn, phó tổng giám đốc, bị khởi tố về tội vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí.
Hồi tháng 5 năm 2022, hàng loạt cựu lãnh đạo VEAMM lãnh án tù do có những sai phạm gây thiệt hại, lãng phí tài sản nhà nước hàng trăm tỷ đồng. Tổng công ty VEAM hoạt động theo mô hình tổng công ty nhà nước. Năm 2010, VEAM chuyển sang hình thức công ty mẹ con theo quyết định của Bộ Công Thương, với 25 công ty con và đơn vị thành viên. Năm 2017, VEAM hoạt động theo mô hình công ty cổ phần với vốn điều lệ hơn 13 tỷ đồng, trong đó vốn nhà nước chiếm hơn 88%. Mạo danh công an, dùng đủ mọi thủ đoạn lừa đảo để mua bán đất đai, thuê đất nhà nước, thậm chí là bán ô tô của người khác và lừa cả người làm từ thiện là hành vi của Đặng Thanh Dũng, 40 tuổi, trú tại phường Hòa Hiệp Bắc, quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng. Tòa án Nhân dân thành phố Đà Nẵng đưa ra xét xử sơ thẩm bị cáo Dũng về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Theo cáo trạng, Dũng là tài xế xe khách nhưng xưng là công an mật, cảnh sát chìm để lừa đảo 4 bị hại trên địa bàn Đà Nẵng, chiếm đoạt gần 1,4 tỷ đồng. Với nhiều chiêu trò khác nhau, Dũng đã dùng đủ mọi thủ đoạn lừa đảo mua bán đất đai, thuê đất nhà nước, thậm chí bán cả ô tô người khác và lừa cả người bán gạo làm từ thiện, lấy tiền nướng vào trò cờ bạc online. Trước tòa, Dũng khai bản thân nghiện cờ bạc online, đánh bạc từ năm 2017 đến năm 2023. Toàn bộ số tiền lừa đảo đã bị Dũng đánh bạc và thua sạch. Tòa án Nhân dân thành phố Đà Nẵng tuyên phạt Đặng Thanh Dũng 14 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.